MU chi 130 triệu bảng mua Vinicius. MU đưa ra quyết định về tương lai của Mason Greenwood. Man City nhận án phạt xuống hạng ở ngoại hạng Anh. MU chi 130 triệu bảng mua Vinicius. MU sẵn sàng chi đậm chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Vinicius Junior của Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vinicius vừa khiến cả thế giới dậy sóng với cú hat-trick ấn tượng vào lưới Barcelona trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha hôm 15 tháng 1. Tiền đạo người Brazil đã nâng tổng số bàn thắng ghi được cho Real Madrid lên 136 lần sau 241 lần ra sân. Vinicius luôn là sự lựa chọn ưu tiên cho vị trí chạy cánh trái của Real Madrid trong nhiều mùa giải qua, nhưng cầu thủ 23 tuổi có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Kylian Mbappé. Tiền đạo người Pháp được cho là sẽ chuyển đến sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do từ PSG vào mùa hè này. Nếu thương vụ thành công, Real Madrid dự kiến sẽ phải trả cho Mbappé mức lương lên tới 600.000 bảng một tuần. Tổng cộng tiền đạo người Pháp có thể tiêu tốn của Thành Nhân Trắng số tiền khoảng 150 triệu bạc cho toàn bộ hợp đồng. Do đó, tờ Sport của Tây Ban Nha đưa tin rằng Real Madrid có thể xem xét bán video nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Đó là tin vui dành cho MU, đội sẵn sàng bỏ ra 130 triệu bạc để chiêu mộ tiền đạo người Brazil. Từ mùa hè này, quỷ đỏ sẽ được hậu thuẫn tài chính bởi tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe sau khi khoản đầu tư của ông được ngoại hạng Anh phê chuẩn. Đó là số tiền sẽ biến Vinicius trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử của MU lẫn ngoài Anh kỷ lục chuyển nhượng ngoại anh hiện tại đang thuộc về tiền vệ Andrew Fernandez, người gia nhập Chelsea từ câu bộ Benfica với mức phí 106,8 triệu bảng vào tháng 1 năm 2023. The Sport cũng chỉ ra những vấn đề tiềm ẩn khác có thể góp phần khiến Vinicius phải rời Real Madrid. Tiền đạo người Brazil bị cho là không mang lại nhiều lợi ích về mặt hình ảnh và thương mại cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, mặc dù Vinicius phải ngồi ngoài trong phần lớn mùa giải hiện tại vì chấn thương, Real Madrid vẫn đối phó tốt khi không có cầu thủ 23 tuổi. MU đưa ra quyết định về tương lai của Mason Greenwood. Theo Manchester Evening News, MU có thể bán đứt tiền đạo Mason Greenwood nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Tiền đạo Mason Greenwood rời MU cầm bến Getafe theo dạng cho mượn ở hè năm ngoái. Sau trải người Anh đang có phong độ cao cho màu áo đội bóng của Tây Ban Nha, có công giúp Getafe có vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng La Liga. Cụ thể, Greenwood đã ra sân tổng cộng 15 trận, trong đó có 13 trận tại La Liga và 2 trận tại Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, khi được 5 bàn cùng 4 đường kiến tạo cầu thủ 22 tuổi chất suất đá chính thường được huấn luyện viên Jose Bordalas sử dụng ở vị trí tiền vệ cánh trái hoặc tiền vệ cánh phải. Từ giữa sân cho biết, Barcelona đang muốn chiêu mộ Mason Greenwood. Atlético Madrid cũng sẵn sàng ký hợp đồng với cầu thủ sinh năm 2001. Theo Metro, Greenwood cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại Tây Ban Nha. Hiện tại anh hoàn toàn tập trung vào việc chơi bóng ở Getafe. Khả năng cầu thủ người Anh ký hợp đồng dài hạn với đội bóng này cũng có thể xảy ra. Theo Manchester Evening News, MU có thể bán đứt tiền đạo Mason Greenwood nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý Quỷ đỏ muốn đưa Mason Greenwood trở lại, xong bước phải là sóng phản đối dữ dội tại Anh. Chính vì thế họ buộc phải tìm cách bán đứt cầu thủ này. Mô hy vọng Mason Greenwood sẽ tiếp tục chơi tốt ở Tây Ban Nha để họ có thể nhận được mức phí chuyển nhượng lớn nhất. Ban đầu được cho là yêu cầu từ 35 đến 45 triệu bảng cho cầu thủ 22 tuổi. Man City nhận án phạt xuống hạng ở ngoài Anh. Phát ngôn từ người từng đảm nhiệm vị trí cố vấn tài chính cho Man City khẳng định số hạng là án phạt nhẹ nhất do những vi phạm về công bản tài chính. Đã có một cuộc điều tra diện rộng được bắt đầu từ tháng 2 năm 2023 xuất phát từ việc Man City dính vào 115 cáo buộc vi phạm luật công bản tài chính FFP. Vì các nhà liên cơ vô địch Premier League tất nhiên phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định có bằng chứng không thể chối cãi để chứng minh câu lạc bộ của họ vô tội. Cần nhắc lại đôi chút là vào hồi đầu mùa giải này, Everton đã bị phạt trừ 10 điểm trên bảng xếp hạng Premier League vì vi phạm FFP. Sau Everton vào tuần trước, Nottingham cũng bị cáo buộc. Man City trong trường hợp bị kết tội sẽ phải đối mặt với hình phạt tương tự hoặc nặng hơn như trước các chức vô địch tại Premier League, giáng xuống hạng, trục xuất khỏi các giải đấu chuyên nghiệp Anh. Tại một buổi trò chuyện với Talksport, cựu cố vấn của Man City, Stephen Bolton tỏ ra không hề lạc quan về tình hình của The Citizen. Ông cho rằng xuống hạng đã là án phạt nhẹ nhất mà nhà đương trung vô địch Premier League phải đối mặt. Tính chất của các cáo buộc của Nottingham và Everton khác với lời cáo buộc của Man City. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu những cáo buộc đó được chứng minh, Man City sẽ phải nhận án phạt nhẹ nhất là xuống hạng. Man City khẳng định nguồn tài trợ của họ trị giá 50 60 triệu bảng, nhưng thực ra chỉ là 8 triệu bảng. Họ đã lừa dối rất nhiều bên từ các chuyên gia, những người đang thẩm định ban tổ chức Premier League, FA cũng như UEFA. Tính chất của vụ việc là cực kỳ nghiêm trọng, không ai có thể phủ nhận điều này. Chính Man City cũng nói trong bản tường trình rằng đây là vụ việc nghiêm trọng nhất. Cách đây ít ngày, giám đốc điều hành Premier League Richard Master cho biết, ngày xét xử của Man City cũng đã được ấn định. Tuy nhiên ông từ chối tiết lộ ngày cụ thể Tôi chỉ muốn nói rằng ngày diễn ra phiên điều trần về vụ Man City đã được ấn định. Thật không may, tôi không thể cho bạn biết ngày đó là ngày nào. Bruno Fernandes chưa hiệu quả. Bruno Fernandes nhiệt tình là tốt, nhưng anh cần phải biết nhiệt tình phải đúng cách, đúng chỗ. Nếu không những nỗ lực của ngôi sao người Bồ rất có thể sẽ biến thành sự phá hoại. Cựu tiền vệ Roy Keane của MU từng so sánh, không thể phủ nhận rằng Bruno Fernandes có tài, nhưng cậu ấy không phải là một cầu thủ đẳng cấp. Trong một trường mừng nào đó, tôi nhìn thấy hình ảnh thất bại của 4 3 ở Bruno Fernandes. Một trong những điểm mà Roy chê ngôi sao người Bồ Đào Nha là cách thi đấu dườm già, mất sức mà lại thiếu hiệu quả. Mới đây đến lượt đồng đội cũ của Roy King ở MU lên tiếng chê bai Bruno Fernandes. Nếu là một cầu thủ của Man City, cậu ấy chắc chắn sẽ bị huấn luyện viên Pep Guardiola đẩy trên băng ghế dự bị. Vấn đề của Bruno Fernandes nằm ở chỗ cậu ấy thường xuyên chạy lung tung trên sân và nhiều lúc dẫn đến tình trạng bị loạn và rối trong lối chơi tấn công của MU. Chẳng bao giờ tôi thấy ai đó nhắc nhở cậu ấy phải quay lại với vị trí của mình. Theo Gary Neville, huấn Ten luôn chiều Bruno Fernandes một cách thiếu sáng suốt. Cậu ấy là một cầu thủ sáng tạo và có khả năng chuyển bóng tốt. Do vậy, điều huấn luyện cho phép hoạt động tự do. Nhưng tự do thì cũng phải trong quân khổ. Đằng này, Bruno Fernandes muốn làm gì thì làm, muốn chạy đâu thì chạy. nó một cách ví von, cậu ấy giống như một chiếc quạt rất ngốn điện, nhưng tác dụng làm mát lại không cao. Gary Neville than thở. Nhiệt tình cộng với sự ngu dốt đôi khi là thành phá hoại. Bruno Fernandes chạy nhiều, có những trận kiêm luôn cả nhiệm vụ phòng ngự từ xa nên mất sức. Anh lại điều huấn luyện tên Ten tin dùng ở hầu hết các trận đấu của MU dẫn đến tình trạng thường xuyên bị quá tải. Đó là lý do tại thích tại sao có những trận ngôi sao người Bồ Đào Nha rất thăng hoa nhưng lại có những trận thi đấu nhạt nhòa làm những người yêu mến quy đỏ thất vọng. Và không ít lần các thi đấu theo kiểu chạy rộng của Bruno Fernandes khi anh bị đồng đội phản nàn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi cuối năm ngoái, tiền vệ Casemiro từng công khai chia sẻ rằng anh cảm thấy khó khăn khi thi đấu cùng Fernandes bởi vì cầu thủ này rất hai giờ vị trí khiến anh nhiều lúc bị mất kết nối với đội trưởng của MU. Nói cách khác, sự di chuyển nhiệt tình nhưng lại quá vô tư của Fernandes thường xuyên làm đội hình của đội bóng thành Manchester bị xô lệch, thậm chí là rối loạn. Cậu ấy chơi bóng cứ như thể đang chơi quanh ngược kim đồng hồ để trở về 20 năm trước. Chỉ có thời đó, các số 10 mới được chơi tự do để thỏa sức sáng tạo. Nhưng bóng đá hiện đại thì khác, cầu thủ phải tuân thủ hệ thống chiến thuật, phải quan tâm đến sự kết nối với đồng đội, đội, phải biết cách giữ cự ly đội hình. Gary Neville nhấn mạnh. Kêu vệ của MU kêu gọi huấn cần phải chấn chỉnh lại cách chơi của Fernandes thay vì quá nuông chiều anh như bây giờ. Nếu bị một người chê, Bruno Fernandes có thể không cần phải nhìn lại mình. Nhưng nếu đã có người thứ hai, thậm chí thứ ba và thứ tư than thở về cùng một vấn đề của tuyển thủ bỏ nhà, thì sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Đội trưởng của MU cũng nên xem xét lại cách chơi của mình để trở nên tiến bộ hơn. Nếu không, những cái nói của nói thì anh khó có thể trở thành một cầu thủ đẳng cấp. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là phủ nhận mọi nỗ lực của Bruno Fernandes trong vai trò thủ quân của Quỷ Đỏ. Anh đã thực sự rất cố gắng mùa này và có không ít những khoảnh khắc lóe sáng để cứu vớt MU. Theo thống kê sau 28 trận ra sân mùa giải 2023-2024, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi được 6 bàn thắng và có 5 đường chuyển thành bàn.